Chào tất cả mọi người nha. Đài Phú Hào đang đứng tại khu vực di tích Tràng An, và bây giờ Đài Phú Hào cùng anh chị em trong đoàn sẽ đi khám phá Tràng An sẽ có những gì, gồm đi thuyền và vào những hang động, chèo, khung cảnh mọi vật nó sẽ đẹp như thế nào nha. Bây giờ Đài Phú Hào mời tất cả mọi người, anh chị em cùng Đài Phú Hào tham quan nha. Mời mọi người. Đây là quang cảnh xung quanh khu di tích Tràng An nha. Và bây giờ mình sẽ cùng với đoàn tiến vào Tràng An theo cái hướng camera mình đang quay này nha. Đây. Trước mặt mọi người đây là bến đò nhỏ Tràng An, và bây giờ Đại Phú Hào cùng mọi người lên đò này và đi tham quan Tràng An. Ok. Rồi bây giờ Đại Phú Hào cùng tất cả anh em đây. Đây, chị ơi, chị. Cùng tất cả anh em đang tiến thẳng vào Tràng An nha. Đây, tiến thẳng vào Tràng An. Đúng rồi. Đây đây. Đúng rồi. Chào chào. Hello bà con. Hello bà con. Hello bà con nha, hôm nay giá cả thế nào? Và sau bụng chàng trai vừa xinh đẹp vừa to con vừa vàng vợ này là một chị gái. Chị tên gì chị ơi? Chị tên gì chị? Oanh, rồi chị Oanh. Chị Oanh tại Ninh Bình luôn hả chị? Rồi. Bốn anh trai và vợ đang nhờ một chị Oanh đến từ Ninh Bình chào rất là tốc lực cho các anh em. Và xung quanh Đại Phú Hào là những cái thuyền nhỏ khác nha. Đây. Những cái thuyền nhỏ khác đang đi. Rồi, trên tay Đại Phú Hào đang làm một cái chèo rất là chưa biết như thế nào đây, để mình thử nha. Vô đâu? Thì dùng cố gầy khỏe mọi người. Có được không? Sao? Không có được không, hay là quăng nước cho cô đấy. À, mình chơi lượng luôn mà. Thì dẻo không? Mọi người thấy Đại Phú Hào chơi dẻo không? Đấy, cũng có học một khóa cách đây 5 phút chưa? Đấy, thấy rồi đấy. Đấy. Khi mà Đại Phú Hào treo thì thấy con thuyền của vẻ đi nhanh hơn mọi người nha. Hình như mình có sức mạnh hay sao? Đấy, tay này dẻo thế cơ mà. Yo. Rồi bây giờ Đại Phú Hào và công cả đoàn đang vào hang động. À, ở trên là hang động mà ở dưới là mặt nước mọi người nha. Đây, mặt nước đây. Và ở trên là hang động. Đây. Trong đây thì nhìn cũng rất đẹp và hay ho đấy. Đây. Phía sau Đại Phú Hào rất nhiều cái thuyền khác đang chèo mọi người nha. Đây. Trong hang động này thì nhìn rất là đẹp mọi người nha. Đẹp. Ở dưới là nước, rồi ở trên là hang động và nhũ đá rất là đẹp luôn. Tiếp tục mình vào một cái hang nha, hang vàng. Đây là hang vàng 250 m. Trước mặt mọi người là cái hang vàng mọi người nha, hang vàng. Đây, một cành tay xuống nước. Một cành tay xuống nước và lên trên là một cái hang. Đây, một cái hang. Hang này có tên là hang vàng mọi người nha. Hang vàng. Trong hang này thì dài 250 m. Và người ta đang bắt điện rất là nhiều. Đây, bắt điện rất là nhiều. Một đàm thuyền đang vào hang vàng luôn. Trong hang này thì khá mát mọi người nha, rất mát. Khá mát. Đại Phú Hào đang đi vào khu vực có một cái đình, và trước mặt mọi người là báo quả núi nha. Cái này là tượng trưng cho con chim đại bàng. Phượng Hoàng, đúng như Phượng Hoàng đại bàng chị? Phượng Hoàng đấy. Trên giữa là cái đầu và hai bên là cái cánh. Mọi người nhìn có giống chim Phượng Hoàng không? Và dưới con chim Phượng Hoàng là một cái đình mọi người nha. Nhìn rất là đẹp đấy. Đấy, khung cảnh xung quanh thì rất là mát. Hiện tại mình đang ở trên vịnh Hạ Long trên càng tại Ninh Bình, Tràng An. Đây, đây vịnh Hạ Long trên càng nha. Vịnh Hạ Long trên càng này. Đây, vịnh Hạ Long trên càng mọi người nha, đẹp lắm. Rất đẹp luôn. Đại Phú Hào cùng anh em đang ở trên vịnh Hạ Long trên càng mọi người nha. Khung cảnh rất đẹp, và sau lưng mình là một cái đền và biểu tượng của chim Phượng Hoàng là ba hòn núi. Đấy,
Khung cảnh ở đây thì đang rất là mát. Hiện tại bây giờ là buổi chiều. Bây giờ là 4 giờ chiều. Và mình đang đi quanh cái đền mọi người nha, đang đi quanh cái đền. Đây. Đi quanh cái đền này. À đây là thủy đình. Chị Oanh chèo thuyền bảo là cái này là thủy đình. Đình, đình trên mặt nước. Đây. Đấy, đình trên mặt nước. Đấy, rất là đẹp nhé. Khi mình quay theo cái góc này thì nhìn rất là đẹp. Đấy, đẹp lắm. Và bên cạnh cái đò mình thì đang có những cô chú cùng đi đoàn mình nha. Và cô kia đang ở trong huyện của mình luôn. Và xã cô là xã E Tân, còn mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Nếu ai coi kênh Đài Phú Hào thì muốn ghé về Crong Năng, Buôn Ma Thuột thì vào E Tân và Phú Lộc chơi mọi người nha. Đài Phú Hào đang vào một cái eo gió nên là hai bên mọi người thấy cây gió rất là nhiều và rất là mát luôn. Vì hai bên là bên này là núi và bên này cũng là núi nên là mình vào một cái eo rất là mát. Ơi, rất là mát luôn. Đây, mình đang đi trong cái eo núi Địa Linh. Theo cô Anh nói là vậy. Đấy, núi Địa Linh. Bây giờ Đại Phao cứ đi vào cái đền. Đây, có một anh bạn đi bên cạnh mình. Đấy, anh này rất là nhiệt tình nha. Và vào cái đền này tham quan. Xem thử là trong này có gì hay ho nha. Đây, đền trong này nha. Trong này sẽ có gì hay ho. Mời mọi người tham quan nào. Hello em. Sau lưng Đại Phú Hào là cái đền nha mọi người nha. Đây là hình ảnh cái đền mọi người nha. Đền thờ Thánh Quý Minh, Suối Tiên. Đây, đây là cái bình phong về trước. Và trong này là cái đền. Ở ngoài thì có tiên đường. Và phía trong xa xa, sẵn sàng kia là hầu tẩm mọi người nha. Hầu tẩm. Bây giờ mình vào phía trong hầu tẩm xem thử là như thế nào nha. Đây, ở đây thì người ta làm kiến trúc gỗ, rất nhiều gỗ. Và đây là quang cảnh xung quanh cái đền. Đây mọi người thấy không, đây cái đền không? Đền này mình nghĩ là rất là lâu năm rồi. Phía sau lưng kia là hòn núi, nên là cảnh rất là trang nghiêm và đẹp nha. Cảnh rất trang nghiêm và đẹp. Xung quanh thì có những cái nhà này ha. Đây, nơi sắp lễ. Đây, nhà này người ta ghi là nơi sắp lễ. Đây, bây giờ Đài Phú Hào ngồi trước thì sau lưng Đài Phú Hào là một anh Long và sau kia là anh Tùng. Sau một thời gian đi trên sau một thời gian đi quăng thì trong vịnh này thì mình như là quên hết tên lối ra và quên hết tên mọi người nha. Thông cảm, cũng có tuổi đó. Thông cảm, cũng có tuổi đó. Mấy anh này rất là tích cực đấy, rất tích cực đấy, rất tích cực đấy. À, cái anh vừa nói là anh Chí nhớ rồi, mới nhớ xong. À, nhớ. Sorry anh nha, em mới nhớ tên trực nhớ ra. Trước mặt này vô hao là ba chục thuyền đang đua mọi người nha. Đây, bên tay phải là chục một, giữa chục hai và bên tay trái màn hình là chục ba mọi người nha. Cái sự đua đang là rất cứng, là cứng sức. Đấy, mình theo dõi thử là chiếc nào sẽ chiến thắng mới nha. Thank you.